Ông xã ơi, bữa nay ở nhà mình ăn cái gì vậy ông xã? Bữa nay cả nhà nhà mình ăn món cà ri dừa. Cái này là nấu theo cái gốc của người miền Tây. Thì mình đã chuẩn bị một con gà rồi, mình chặt sẵn lửa, chặt sẵn hết. Thì cái gia vị mà để ướp để làm cái món này á, thì gồm có sả mình cũng băm rồi, hành tím, tỏi, hành tây, sả khúc. Đây là mình nấu đúng kiểu thì mình nấu khoai lang thôi. Còn nước dừa thì mình chuẩn bị khoảng tầm khoảng hơn nửa ký. Cái này là mình chỉ lấy cái nước nhất thôi cả nhà. Nước nhì thì mình lát mình nấu chung với con gà. Đây là bún nè, hẹ, giá, rồi những cái gia vị mà để làm đó thì đường, muối, bột nêm, bột nghệ, nước mắm, bột ngọt, là Cà ri dầu. sốt cà ri dầu với một bọc cà ri, ớt xay, dầu hạt điều. Thì một lát mình đổ cái này vô mà cảm thấy nó màu nó chưa đẹp thì mình thêm cái này, tại trong này nó đã có dầu hạt điều rồi. Thì bây giờ mình tiến hành ướp luôn nha cả nhà. Cái này gà này mình mua gà thả vườn nè, nó có cái độ dai hơn, chứ mình mua gà kia nó không ngon. Rồi bây giờ mình ướp nghe cả nhà. Đường thì mình cho một muỗng canh đường nha, một lát mình sẽ nêm sau nữa, mình để ướp thôi. Muối thì khoảng một muỗng cà phê muối, ít hơn cả nhà. Hạt nêm 2 muỗng canh, lưng lưng muỗng muỗng cà phê bột ngọt này. Bột nghệ thì khoảng mình nhắm chừng khoảng chừng một muỗng cà phê đi. Ớt bột tầm cũng cỡ đó, nếu mà ăn cay nhiều quá nhiều mà mình ăn ít ăn cay, tại nhà có em bé thì mình bỏ cho nó có cái màu đẹp thôi chứ không dám bỏ cay. Rồi cái sốt này thì mình cho nó hết viên hũ luôn nha cả nhà. Sốt dầu này. Rồi cà ri bột thì mình cho vuông gói luôn nha cả nhà. Nếu gà lớn nữa thì mình tầm khoảng một với rưỡi. Rồi cái màu này không có ấy, bây giờ mình cho khoảng 2 muỗng canh dầu hạt điều nha cả nhà. Rồi giờ mình chọn đều cái gà này ở nhà, rồi mình để khoảng ướp khoảng 20 phút rồi mình mới nấu nha. Trong khi chờ đợi thì mình đi chiên sơ khoai lang, khoảng cho lúc mình nấu nó không bị rã. Mình chiên nó gần xong rồi nè cả nhà. Chiên cho nó cũng vừa vàng thôi chứ mình không có cần mà vàng cái giòn đâu. Mình nấu thì nó không bị lúc mình nấu nó không có gã mà rất là thơm béo. Rồi cái chảo hồi nãy mình chiên khoai đó cả nhà, dầu nó còn nóng, nó nóng sẵn đó.
nhiều quá thì mình đổ bớt ra. Bây giờ mình xào, đổ ba thứ này vô mình xào chung nha, hành tím, tỏi với sả, mình xào cho thơm luôn nha cả nhà. Rồi mình xào nó đã có cái mùi thơm rồi nè cả nhà. Đó, mình bắt đầu mình mới bỏ thịt vô, mình xào cái xăng luôn nha. Xào cho nó săn gì đó cả nhà, săn thấm vô nó cái gì rồi thấm vô nó tôm nha. Để giờ mình sang qua cái nồi. Rồi mình đổ cái nước nước dừa, mình dắt cái nước gì đó cả nhà. Nồi cà ri xong rồi đó cả nhà, mềm luôn rồi đó. Rồi nó cũng đã mềm rồi, giờ mình nêm nếm lại nha. Vừa ăn luôn rồi. Giờ mình cho khoai vô nha cả nhà, khoai nó cũng đã mềm lắm. Tầm khoảng 5 phút nữa là 10 phút nữa là mình cho nước cốt, cái nước nhất vô. Thì mình cho nó thêm một tí cái bột này là cho nó cái nước nó hơi có độ kẹo, độ nhựa nữa cả nhà. Chút bột năng, để một chút bột năng vô cho cái nồi cà ri nó sền sệt. Rồi xong rồi chuẩn bị dần ngã xuống thì mình cho cái nước nhất này vô, cái nước cốt đó cả nhà. Cái nước này là nó béo luôn á. Rồi bà xã cho ra dĩa nè. Màu vàng tươi đẹp quá cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà là món cà ri bánh mì, nhưng mà cà ri này mình nấu với khoai lang. Rồi bây giờ mình mời cả nhà dùng với vợ chồng mình. Xin mời. Xin mời. Cái này mình đang bánh mì hay bún gì cũng được hết. Cái này thì nó rất là dễ ăn cả nhà. Mình nấu để ăn bánh mì, ăn bún. Ngon quá. Rất là nhiều. Ngon quá cả nhà ơi, nước vừa béo vừa thơm vừa ăn hết.
trơn á. Cũng vừa luôn ha. Cũng vừa mềm luôn. Thêm vô đó anh lủng là biết sao. Mình thích ăn quý. Con bác trên nhà ơi. Cà ri này mình không có để cay nhiều. Ở nhà còn thằng cháu nữa. Thằng cháu nó ăn cay không được. Cháu này nó phải bún. Giờ thì buổi ăn của mình cũng xong rồi cả nhà. Mình xin tạm biệt nha. Khi nào món ăn của mình có dự ý với cả nhà đó thì cũng coi hết video cho mình với lại đăng ký và like nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nha. Xin chào. Xin chào.